Rồi em mời các bác xem nha. Đây là con ruột răng của con một con đẩy danh tiếng của Apophan. Em đẩy này sở công suất lên tới 1000W, có bù áp cho các bác nha. Với vi điệp rất là đẹp luôn, xuất diện hoa hậu. Thì sau đây em mời các bác xem chi tiết Apophan Pro 2 1000W, giá nó là 14 triệu. Con đẩy này rất là mới nha các bác. Này có sưu tầm nha các bác. Đây các bác thấy được đồ đẹp này. Con này có một cái tem nhựa khác trên này. Này các bác thấy được chi tiết của nó rất là mới nha. Apophan Pro 2. Đây là hai volume tinh chỉnh cho hai kênh rất là to. Đây là cái đèn tia lên. Ở phía trên là sơ đồ. Cực đẹp nha các bác, con này cực đẹp. Giá 14 triệu đã bao gồm phí ship, công suất 1000W. Thì phía sau nó sẽ có rất là nhiều những cổng kết nối các bác thấy. Nó mới tinh rồi. Này. Mới tinh. Là một quạt đã nhiệt. Dòng quạt của Apophan rất là êm nha các bác. Rất là êm luôn. Hai cái quai phía sau chung là cực kỳ mới. Bác nào yêu thích con đẩy này chơi gia đình, nghe nhạc, hát karaoke, dòng Apophan thì nghe nhạc rất là hay rồi. Với công suất 1000W thì vô tư để các bác và anh em ở mọi miền Tổ quốc đánh tốt những hai cặp loa. Thì sau đây em chính sẽ mở bên trong để các bác cùng xem video của em nó. Vâng, thì các bác thể thấy được ruột gan của em nó mới như thế này, mới kim cong luôn, nguồn xuyến và hai tổ lọc nguồn rất là lớn. Các bác thấy phần đồng này phần chóe luôn nha, nó sử dụng đồng nha các bác. Đồng là phần bom sắt, nó sẽ ngược lại như các bác. Tổng là 24 sò công suất nha các bác, 24 con và 4 thúc nữa. Này chủ yếu là các bác thấy đồ mới đó này, chưa tết chưa. Hay là những con mé chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các bác sẽ thấy được đồ đẹp và những sản phẩm em đưa về để phục vụ các bác nha. Nó mới, nó đẹp, nó chất lượng. Nhưng con Apophan này thì vừa hay vừa phải là hình thức nữa. 2021 rồi, không còn là những sản phẩm mà không chú trọng học thích như hồi trước nha các bác. Hàng bãi nè nó chia rất là nhiều. Bãi thì có bãi đẹp và bãi xấu. Bài đẹp long lanh cành đào để các bác vừa đặt tiêu chí nghi hay bài đẹp thì giá nó sẽ theo thị trường và nó sẽ cao hơn bình thường rất là nhiều. Chứ còn bãi mà bãi xấu thì nó khác nha các bác. Thì nó phân chia nhiều bãi. Hàng nội địa nó bao gồm như thế này. Thứ nhất là hàng bờ, là hàng đã qua sử dụng. Thứ hai là hàng bãi. Bãi thì nó gồm rất là nhiều bãi. Bãi đẹp tiếng lừa và bãi bình thường, bãi trài xấu, trài xước các bác. Thì nó giá sẽ khác nhau. Em mua là em mua lựa không à, nên giá nó sẽ cân đối tốt nhất cho các bác và nó cũng hợp lý thôi. Nó sẽ trên nhau 500 một triệu so với những cái hàng xấu, đó là chuyện bình thường. Các bác có thể tham khảo thoải mái. Thì nên bán hàng cân đối cho các bác rất là nhiều. Tất cả nguyên bản 100% nha. Các con này thì đẹp cực kỳ, các bác nào sưu tầm thì cứ alo xem thôi. Apophan Pro 2 1000W cực kỳ đẹp, giá 14 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.